nhân sẽ trở lại cộng đồng để phục vụ nhiều bài hay, bài mới hơn nữa. Thành thật cảm ơn những tràng vỗ tay, những sự động viên rất là dễ thương của quý vị và những bông hoa của các em đã đưa đến cộng đồng ủng hộ trong ngày hôm nay. Thành thật cảm ơn.